Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. nhưng lại hôm nay chủ nhật chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong cái tuần tiếp theo của tháng 8, của tuần cuối của tháng 8 năm 2021. Thế thì trong thị trường chứng khoán trong tuần tới chúng ta cần chú ý những điều gì? và cái dòng tiền trong thị trường thì chúng ta thấy trong một trong tuần vừa qua đúng không? Cụ thể là trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có cái sự chuyển dịch. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy một cái sự thận trọng nhất định trong cái cái giao dịch của nhà đầu tư kể nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài hay là nhà tổ chức cũng đang khá là thận trọng trong cái dịp này. À, trước những cái diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh cũng như là tình hình các cái dữ liệu về kinh tế cũng đã dần được công bố thì cái cái tâm lý của nhà đầu tư cũng đang khá là thận trọng và nó thể hiện luôn trên thị trường rồi. Dựa vào những cái thanh khoản cũng như là những cái giao dịch của thị trường. Thế thì trong tuần tiếp theo chúng ta cần chú ý những điều gì? À, có lẽ chúng ta cũng cần phải lưu ý một cái khá là quan trọng đó là tuần sau chúng ta chỉ có 3 phiên giao dịch thôi đó Chúng ta đi giao dịch thứ hai, thứ ba là hai ngày của tháng 8 cho đó một ngày mùng 1 tháng 9. Mùng 2 tháng 9 thì chúng ta nghỉ đúng không? Tức là thứ năm, thứ sáu là chúng ta nghỉ và đến tuần sau nữa chúng ta mới giao dịch lại. À, thì như vậy là chúng ta có có ba phiên giao dịch. Thế nếu chúng ta tính toán kỹ ra đúng không? Nếu những nhà đầu tư lướt sóng, những nhà đầu tư mà à, cân nhắc à, mua bán gọi là ngắn hạn trong nhịp này thì rõ ràng là vẫn có một cái sự thận trọng là đúng là cần thiết. Bởi vì sao vậy? Nếu thứ hai, thứ ba, thứ tư đúng không? Trong tuần này chúng ta mà mua mua cổ phiếu vào thì phải đến thứ đến qua tuần sau chúng ta mới giao dịch được đúng không ạ đến thứ hai tuần sau nữa chứ chúng ta mới giao dịch lại được thì rõ ràng như vậy là dự dự kiến dự báo là trong 3 phiên tiếp theo thì khả năng là cái cái thanh khoản của thị trường nó cũng sẽ khá yếu còn cái việc mà thị trường nó tăng hay giảm lát nữa chúng ta vào chúng ta phân tích thêm một số ý à, nhưng mà tôi có một cái lưu ý rõ là như vậy là chúng ta chỉ có 3 phiên giao dịch thôi cho nên là mọi người nếu mà mua ngày thứ hai chúng ta phải cân nhắc là đến thứ hai tuần sau chúng ta mới bán được đấy cái đấy là cái một cái trong những cái là rủi ro trong cái thị trường hiện tại đúng không? đấy thì các bạn phải thận trọng thêm à, tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư uhm, quay trở lại với thị trường thì à, à hôm nay à, hôm nay mình có có đăng một cái video clip đúng không? một cái video clip chia sẻ về vấn đề là chúng ta học để đầu tư để thành công để tự do và để tự quyết định tự làm chủ đúng không? tự đầu tư. nói chung mình mới chia sẻ cái video clip này thôi. Thực chất tôi nói, nói nói rõ trong video đúng không ạ? Là gì? Là chia sẻ về cho các bạn một cái khóa học. Thì thì trong cái phần này cũng khoảng gần 10.000 lượt xem nhưng mà cũng có nhiều các cái bình luận cũng có nhiều người bạn vào nói là ờ ừ, thì, thì ông làm rồi lanh quanh rồi ông cũng chỉ là tất cả đều hướng tới cái câu chuyện là chúng ta đi bán khóa học thôi. À, thì nói thật với các bạn là mình làm mình có giải thích trong này mình có chia sẻ trong này tất nhiên cái câu chuyện mình giải thích là giải thích với người nghe thôi còn những ai mà không nghe thì cũng không cần thiết đây mình có có ghi trong này thì mọi người vào chúng ta đọc thêm ha. đọc thêm những cái tâm sự của mình trong này và bản thân cái video clip này cũng là một video clip mang tính chất là tâm sự chứ không phải là một video clip về marketing về quảng cáo để mà bán khóa học hay làm gì thực sự chẳng ai muốn làm chuyện đó cả tôi cũng không muốn dạy đúng không ạ nhưng mà rồi đôi khi tôi nói rồi tại sao hai cái view clip nữa năm cái view clip mà tôi chia sẻ ở đây đúng không ạ nó thời lượng của nó tổng khoảng gần 10 tiếng à, suy soát 10 tiếng những cái view clip tôi làm nhận định hàng ngày nó tầm 30 phút nhiều người chơi dài thì với view clip 10 tiếng như thế này thì rất ít người xem tôi biết chắc là không có người nào đủ kiên nhẫn mà xem ít lắm cho nên tôi cũng không kỳ vọng là chúng ta à, 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 chúng ta nhảy vào chúng ta mua và trong cái view clip giới thiệu tôi nói rồi tất nhiên chúng ta phải trả phí cái phí ở đây là để chúng ta giới hạn một phần lại đúng không và chúng ta chắt lọc xem ai là người thật sự đủ kiên nhẫn ai là người thật sự cần thiết đúng không ạ để làm gì để chúng ta có thể tự quyết được chứ còn các bạn không kiên nhẫn các bạn cứ học ngại cóc rồi ông nói 10 tiếng tao vô tao xem 15 phút thôi thì thôi khỏi đúng không bỏ tiền nó làm gì cho nó phí thì các bạn phải trân trọng câu chuyện đó đúng không và các bạn phải nếu các bạn nào chưa xem video lưu đấy thì tốt nhất đừng bình luận đừng nói gì cả đúng không ạ bởi vì sao tôi không có quảng cáo và tôi cũng không có nói chung trong clip và trong tất cả các video tôi chia sẻ đúng không Tôi không hứa hẹn, tôi không lôi kéo Tôi không cam kết là ai học cũng trở thành triệu phú Cũng là thành tỷ phú giống như là các khóa học tỷ phú hay gì, gì đó Đúng không ạ? Đây chỉ là những thứ mà tôi chia sẻ rất rõ ra Và tôi nói là thời lượng của nó là 10 tiếng Ai không xem được thì đừng có mua Đừng có đăng ký là mình nó phí tiền Đúng không ạ? Mà nói thật với các bạn với 10 tiếng này Tôi vẫn có thể gói nó lại trong vòng một tiếng Nhưng mà thậm chí nó cũng có thể gói lại trong vòng một câu thôi chứ không cần thiết là phải chia ra thành 5 clip và thành nhiều cái vấn đề như thế này mà cũng nói nhau cả 10 tiếng đồng hồ làm gì. Đúng không ạ? Nhưng thực chất nó là 10 năm. 10 năm công sức tích lũy, nó cũng là tiền, nó cũng là nước mắt, nó cũng là những đêm mất ngủ, nó cũng là những cái thất vọng chán trường của thị trường, nó cũng là những cái kỳ vọng của thị trường, nó cũng rất 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 nhiều thứ trong đấy. Có thể các bạn không cảm nhận hết được, các bạn không hiểu được, còn các bạn vô các bạn bình luận thế này thế kia. À, thực sự thì tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người cũng đã cũng như là ủng hộ đúng không ạ tôi sẽ tự có phương hướng của mình đúng không ạ có những người tốt thì chúng ta cũng phải tự cố gắng thôi chúng ta cũng có những người vô là khích khích thế này thế kia để cho mình tiếp tục làm clip tại vì mình nói là sau từ sau này thì mình mình sẽ làm ít clip thôi mỗi tuần làm nhận định một lần thôi còn nếu có kinh nghiệm thì mình chia sẻ thêm một không thì thôi đúng không ạ còn những người mà gọi là người xấu đi với tôi với tôi gọi là người xấu hoặc là những người coi tôi là người xấu thì các bạn cũng không cần phải công kích đúng không ạ đó, tất cả những clip bắt đầu sau cái clip hôm nay cái clip mà các bạn đang nghe đây thì những clip về sau tôi sẽ chỉ làm nhận định vào tối chủ nhật thôi đó, để cho các bạn theo dõi được cái diễn biến và cũng nhận định chia sẻ cái quan điểm cá nhân về thị trường thôi và tôi cũng tắt bình luận luôn cho nên chúng ta cũng không cần phải lăn tăn và các bạn đừng có góp ý đừng có nói gì nữa cả không vấn đề gì cả. tôi sẽ tự có quyết định của tôi các bạn không cần phải khích người tốt thì các bạn không cần phải động viên không cần phải nói này nói kia đúng không người xấu thì các bạn cũng không cần phải công kích đúng không đó rồi cái chi phí tôi nói các bạn học đắt hay rẻ thì nói thật chúng ta không định giá không định lượng được nó cũng như các bạn đầu tư cổ phiếu thôi đúng không ạ đắt với người này nhưng là rẻ với người khác cái quan trọng là các bạn cảm thấy phù hợp các bạn cảm thấy hữu ích thì chúng ta tham gia còn nếu không thì thôi các bạn vẫn ở đây các bạn có mất gì đâu đâu tôi đâu có dí súng vào đầu các bạn kêu các bạn mày phải mua khóa học của tao đâu để mày thành công đâu tôi đâu có ép các bạn đúng không cũng chẳng ai ép các bạn là dí súng vào đầu các bạn mà may mua cổ phiếu của công ty tao đi làm gì có trên thị trường không bao giờ có câu chuyện đó cho nên là gì đây các bạn tự quyết hết đúng không ạ tôi cho các bạn chủ động và mà tôi có hẳn một cái view clip giới thiệu đúng không ạ và tôi nói rõ và tôi nhắc kỹ trong đó là các bạn phải xem đi xem lại thứ nhất là vấn đề về thời lượng của nó như vậy các bạn xem được hay không đúng không ạ cái thứ hai là những nội dung tôi chia sẻ ở đây này các bạn có cảm thấy nó cần thiết thì các bạn theo không thì thôi chứ có ai bắt bẻ gì đâu đúng không ạ nó rồi cũng có nhiều bạn thì bảo kênh anh nhiều súp thì anh bật kiếm tiền đi nếu anh không cần tiền hoặc nếu anh cần tiền tôi không phải tôi tôi chia sẻ cái đấy tôi nói thật các bạn không quan trọng về tiền nếu kênh YouTube tôi muốn bật kiếm tiền tôi bật từ lâu rồi không phải bây giờ bảo lên 100 ngàn rồi tôi mới bán khóa học hay là là tôi mới mới bật kiếm tiền đúng không ạ nếu tôi muốn bật kiếm tiền thì tôi phải làm clip thường xuyên ngày nào cũng phải làm chứ ngu gì phải đi ngắt đi như thế này đúng không ạ cho nên là cũng không cần thiết và không thèm bình luận không thèm câu view gì nữa cả đấy các bạn phải phải chú ý câu chuyện đó làm clip liên tục mới có tiền chứ phải bật từ lâu chứ giờ clip súp súp thì lên mà không bật giờ bật một ngày làm có một clip thì tiền làm cái gì đúng không ạ nhiều bạn này bảo thôi anh không cần tiền thì anh lấy cái tiền đó anh làm từ thiện thực sự cái việc mà làm từ thiện hay không kể cả trong dịch này trong vấn đề với dịch bệnh xảy ra chúng ta mới biết được giá trị của đồng tiền nó có quan trọng hay không tôi nói thật sự bạn cái hơi thở của chúng ta mới là quan trọng thôi hơi thở của cuộc sống mới là quan trọng thôi tiền nó cũng làm gì giờ các bạn có nhiều tiền các bạn đi mua có có mua được cái gì đâu đúng không ạ nói vui chứ nhiều khi bỏ mua khóa học còn mua được chứ giờ các bạn đi mua rau mua thịt chắc chỉ có mà mua ai bán cho các bạn cứ thử đi vào cái vùng đông cứng giống như chúng tôi đây các bạn sẽ thấy vất vả lắm đúng không ạ? Thôi quan trọng là mong cho dịch nó qua thôi còn cái từ thiện hay không thì chúng tôi vẫn đang làm đúng không ạ? Chúng tôi vẫn đang làm mà thậm chí tôi làm từ lâu thật là cá nhân tôi cũng nói thật các bạn không phải tự hào đúng không ạ? Thời trẻ thời còn là sinh viên thời còn làm cán bộ đoàn tôi từng là cán bộ đoàn đúng không ạ? chắc cũng phải 10 năm liên tiếp làm chỉ huy trưởng của các chiến dịch tình nguyện mỗi một năm đi tình nguyện ba bốn lần rất nhiều cày đón thật bạn cày muốn nát tây nguyên luôn rồi chứ khác gì đâu không cần các bạn phải phải, phải dạy và chia sẻ cho chúng tôi về những câu chuyện như vậy à, nhưng mà tôi nói rồi những thứ tôi làm tôi cũng không cầu mong mọi người báo đáp hay không cần cái gì cả cũng giống như cách chúng ta làm tình nguyện và những thứ tôi chia sẻ ra cũng không cần phải vì không phải là vì tiền đúng không cũng không phải là cần tiền đấy, còn cái quan trọng là các bạn cần cái gì và các bạn mong muốn gì các bạn nghĩ gì thôi đó đấy thì đấy là một số ý tôi chia sẻ trước về cái câu chuyện là là cái video clip này còn các việc các bạn học hay không đấy là quyền của các bạn không ai ép các bạn cả rồi các bạn học hay xong học xong nhưng không phải tôi cũng chẳng cam kết trong cái clip này tôi giới thiệu rõ và trong các cái clip chia sẻ tôi cũng nói không phải là cứ học xong của tôi các bạn thành triệu phú các bạn thành công thành tỷ phú ngay được đúng không ạ nhưng chắc chắn là các bạn sẽ có cho mình được một cái phương pháp đầu tư nó hiệu quả nếu các bạn vẫn còn muốn bám trụ với thị trường chứng khoán còn đâu đó là các bạn đang là chủ doanh nghiệp các bạn đang là uh, một người làm công ăn lương các bạn chỉ xem thị trường chứng khoán là cái lời chú bão khi mà hết dịch thôi thì khỏi cần xem đúng không? bởi vì các bạn đâu có coi nó là một cái kênh đầu tư đâu ai đầu tư chân chính thì chúng ta quan tâm còn nếu không thì thôi cho nên chúng ta cũng không cần phải nói nhiều với nhau về những vấn đề như vậy uhm, rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với thị trường thì uh, xu hướng sắp tới sẽ như thế nào à, chúng ta nhìn trong tuần vừa qua cái diễn biến của thị trường nó cũng khá là căng thẳng đúng không ạ đầu tuần là một cây giảm rất mạnh sau đó ba phiên đi ngang cuối tuần là một cây nhúng xuống rất sâu sau đó rút lên trở lại thế thì nếu chúng ta nhìn về cái đồ thị kỹ thuật của tuần thì chúng ta thấy nó là một cái nến rút chân khá đẹp đúng không ạ thì các bạn thấy nó rút chân như thế này nó có giống cây nến búa này không cái búa này đúng không nến búa của tuần giống cái búa này không giống cái búa này hay không giống cái búa này hay không đó, các bạn cứ thử thử nghĩ xem thế vậy thì nếu nếu đúng kỹ thuật thì rút chân lên như vậy đúng không ạ thì tuần tuần tiếp theo này là một tuần tăng đúng không ạ đấy là một cái góc độ tư duy và góc độ suy nghĩ thôi và góc độ về kỹ thuật thôi đó thì chúng ta nhìn cái diễn biến xem chúng ta thử đánh giá và các bạn thử tự suy nghĩ thử, tự tự tư duy thử xem cái xu hướng nó như thế nào à, chúng ta thấy rằng các cái vấn đề ở các cái thị trường xung quanh đúng không ạ các cái yếu tố mang tính chất gọi là vĩ mô tôi cũng không không đi vào đồ thị kỹ thuật hay là cũng không mở ra những cái vấn đề khác nữa nhiều bạn còn comment nói là tôi nói lan man các tình hình thế giới nhiều quá nó không ảnh hưởng đến thị trường chúng ta thì thôi tôi cũng lướt sơ sơ qua một chút xíu chứ cũng nói chung bỏ qua thì tôi không nói được nó thật bạn thì phân tích mà nó sơ sài quá thì có nhiều bạn đi vô bỏ phân tích sơ sài cái phân tích kỹ thì nhiều ông bỏ nói linh tinh để nói chung là làm sao vừa lòng hết thiên hạ được đúng không ạ thị trường đôi khi nó cũng là gì vậy nó cũng là thị phi đúng không? vất vất rất nhiều vấn đề cho nên thôi tốt nhất là tránh đúng không? tránh thị phi à, tự mình biết mình là hay nhất gia đình mình vẫn là trên hết đúng không? ạ đấy thì chúng ta chia sẻ rõ như vậy thôi thì chúng ta thấy đối với các thị trường thế giới thì các thị trường Mỹ đúng không? các chỉ số của Mỹ Dow Jones, S&P 500 các thị trường của Châu Âu thì nó vẫn đang đang lanh quanh ở vùng đỉnh thậm chí là S&P 500 và Nasdaq nó còn liên tục lập đỉnh S&P 500 là có phiên thứ 52 lập đỉnh từ đầu năm đến giờ. 52 phiên nhé các bạn. Tức là nó mò liên tục những cái đỉnh này, đỉnh khác. Nó mò 52 phiên liên tục. Dow Jones thì vẫn còn trồi sụt. Hiện tại thì vẫn chưa ở ngay đỉnh. Tôi không mở đồ thị lên. Các bạn tự mở các bạn xem được. Nhưng mà tôi đang nói. Đang nói thêm một số ý thôi. Thì rõ ràng là dựa vào những cái dữ liệu mà chúng ta thấy được là gì? Trong tuần vừa qua, cái các cái báo cáo về quan trọng nhất là gì cái GDP điều chỉnh của Mỹ là nó tăng hơn được so với cái báo cáo trước đó đúng không các cái dữ liệu về lạm phát các dữ liệu về việc làm nó cũng đang đang tạo ổn nó cũng không đến nỗi nào và cái quan trọng nhất là trong tuần vừa qua cái hội nghị thường niên của Fed thì chủ tịch Fed cũng có một cái bài phát biểu nhưng mà một bài phát biểu mang tính chất hết sức thận trọng luôn đúng không tất nhiên bản thân người ta là quan chức lời nói người ta và những cái phát biểu người ta thì được chuẩn bị rất là kỹ để mà người ta đưa ra những cái phát ngôn của họ được chuẩn bị rất là kỹ càng và gần như là nói xong không ai bắt bẻ được và nhưng mà vẫn có một cái trạng thái lấp lửng đúng không ạ gần như là gì các quan điểm của các lãnh đạo của Fed là gì sẽ siết chương siết chương trình mua trái phiếu vào cuối năm tuy nhiên nói là chưa vội tăng lãi suất đấy thì các bạn cứ biết hình dung câu chuyện là cứ bắt đầu siết mua trái phiếu là sẽ chuyển sang tăng lãi suất cái đấy là cái cái các cái bước đệm các cái bước đi cần thiết thôi còn khi nào nó tăng nó siết rồi thì khi nào nó tăng đấy là quyền của nó nó thay đổi như xanh sạch chúng ta biết sao được mỗi tháng họp một lần mỗi tháng công bố một lần thì chúng ta làm sao mà thay đổi kịp đúng không ạ nhưng mà chúng ta chú ý là có ba vấn đề liên quan đến việc là liệu fed có tăng lãi suất hay không đó là gì vấn đề về lạm phát đúng không ạ nếu mà lạm phát vượt hai phần trăm đúng không nếu vấn đề việc làm nó quay trở lại trước dịch đúng không ạ và gì nếu vấn đề về lạm phát vượt hai phần trăm trong thời gian đủ lâu như vậy là có ba cái điều kiện để mà fed sẽ tăng lãi suất thì hiện tại chúng ta nói là fed đang thấy là mới có một điều kiện thôi còn hai vấn đề kia nó chưa thành cụ thể đây là mới có lạm phát vượt hai thôi còn việc làm thì vẫn đang đang ổn đúng không ạ rồi cái cái lạm phát là nó mới thôi tức là người ta đánh giá là cái lạm phát này chỉ là nhất thời thôi nó không thể là lâu bền được thì đó đó là những cái quan điểm của họ và họ đưa ra những cái lập luận như vậy để họ đánh giá thế thì chúng ta phải chờ và chúng ta theo dõi thêm nhưng mà ở góc độ các cái nước cũng như là tình hình vĩ mô chung cấp độ gọi là toàn cầu thì chúng ta phải đánh giá một câu chuyện là cái dịch bệnh làn sóng thứ tư này cái gọi là cái biến chủng mới này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đúng không ở ảnh hưởng đến rất nhiều nước nó ảnh hưởng cả về sức khỏe của người dân đúng không sức khỏe tính mạng của người dân nó ảnh hưởng cả đến kinh tế tăng trưởng kinh tế đúng không sự phát triển của nền kinh tế rồi tăng trưởng đến vận tải hàng hóa giá cả hàng hóa rồi thậm chí là xu hướng tiêu dùng xu hướng di chuyển của người dân nó cũng nhiều rồi thậm chí là cả một cuộc chiến về vaccine tranh mua vaccine giành mua vaccine đúng không ạ và gì nữa và phải một cái hành trình để mà đối phó với những cái biến chủng mới Mới nhất thì Nam Phi đâu đó lại phát hiện thêm một cái biến chủng mới nữa rồi. Mình chả biết đường nào mà lần. Đúng không ạ? Thì chắc chắn là rồi với một cái tốc độ như vậy của lây lan của dịch bệnh thì có thể đến một lúc nào đó. Có thể là vaccine nó được triển khai nhiều hơn đúng không ạ? Và gì? Và cái cái gọi là đạt được cái miễn dịch cộng đồng hay không thì chúng ta còn phải tính toán bởi vì virus thì nó lại luôn luôn biến đổi. À, mà con người chúng ta thì virus nên vaccine sản xuất ra tiêm một lần một chưa hết. Để tới lần hai lần ba rồi nó lại đổi đi kiểu khác. Để. Không biết đường nào mà lần. Đúng không? thì chắc chắn là các ngân hàng trung ương dần dần họ cũng sẽ siết các cái chính sách tiền tệ lại giống như là thế là trong tuần vừa qua là gì ngân hàng trung ương của Hàn Quốc là bắt đầu tăng lãi suất rồi tăng 0,25% rồi Hàn Quốc là một quốc gia phát triển nha các bạn khá mạnh ở châu Á đấy chứ không phải đơn giản chịu không nổi rồi một số nước khác Nga, thổ Nhĩ Kỳ thì cũng tăng lãi suất rồi thì như vậy là chúng ta cũng phải đánh giá đúng không rồi đâu đó là chúng ta thấy là các cái chính sách mà mang tính chất ràng buộc của của một số nước lớn liên quan đến các tập đoàn công nghệ lớn các doanh nghiệp lớn của các quốc gia bắt đầu có dấu hiệu về ràng buộc bắt đầu có dấu hiệu về về gọi là quá trình nó nó đánh giá lại nó soi xét lại ví dụ như ở Trung Quốc đúng không? À, các tập đoàn lớn thậm chí là hết giáo dục rồi tới công nghệ rồi tới gì bất động sản rồi giờ tới giới gọi là giới nghệ sĩ còn bị soi mói nữa rất nhiều vấn đề đấy cái đấy thì chúng ta bắt đầu là phải phải quan ngại đến những vấn đề như vậy ngoài ra đâu đó chúng ta cũng phải chú ý gì bất ổn những bất ổn về địa chính trị quan trọng nhất bây giờ là khu vực trung đông đúng không afghanistan đó ảnh hưởng không ảnh hưởng như vấn đề afghanistan ảnh hưởng như ảnh hưởng đến mỹ mỹ là quốc gia lớn nhất thế giới đúng không liên quan đến câu chuyện là 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 cái vị thế cái tiếng tăm của nó đúng không rồi sau khi mỹ rút đi thì ai nhảy vào Câu chuyện tiếp theo là gì? Trên một cái đất nước như vậy. Trung Quốc nhảy vào à? hay Nga nhảy vào? Nhảy vào với mục đích gì? Thế chân Mỹ à? Hay là làm gì? Rất nhiều, rất nhiều vấn đề. Và gì nhưng mà cái mà chúng ta quan trọng nhất là gì? Đây là một đất nước cũng khá nhiều khoáng sản đúng không? Khá nhiều tài nguyên. Và gì nó là cái gọi là chảo lửa Trung Đông đúng không? Có thể cháy bất cứ lúc nào liên quan đến giá dầu. Và giá dầu thì nó lại tác động ngược lại đến đời sống kinh tế xã hội rất là nhiều vận tải hàng hóa tiêu dùng sản xuất vân vân và vân vân rất nhiều thứ nó liên đới với nhau hết nó tương quan tác động qua lại lẫn nhau hết các bạn không phải chúng ta cứ bỏ ngơ bỏ thế am gay đi tăng nó muốn làm gì thì nó làm đúng không ạ nó muốn cai trị kiểu gì nó cai trị không liên quan nhưng mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải phân tích và nó ảnh hưởng cũng rất nhiều chứ đừng có nghĩ là nó ở đâu đó mãi trung đông chẳng ảnh hưởng gì đến việt nam mà thì cũng thì đấy là tư duy thôi tạm thời là như thế đúng không ạ đấy tôi lướt qua tình hình bên ngoài một chút xíu ạ? Thế thì chúng ta quay trở lại với trong nước đi. À, nói lan man thì các bạn không nghe, nói trong nước thì bây giờ như thế nào. Chúng ta thấy rằng cái một số các cái dữ liệu đúng không ạ? Một số các cái dữ liệu liên quan, ví dụ như là chỉ số CPI. Đúng không? CPI của tháng 8 chúng ta tăng 0,25% so với cái tháng liền trước. Đúng không? Tức là CPI của tháng 8 tăng 2,025 so với tháng 7 và nó tăng 2,51% so với tháng 12 tăng 2,28% so với tháng 8 năm 2020. Nguyên nhân là do giá lương thực thực phẩm tăng. Tại những địa phương giãn cách xã hội, tất nhiên câu chuyện không chỉ địa phương giãn cách xã hội đâu, các địa phương khác nó cũng tăng à các bạn. Đúng không? Đó, và tính ra là CPI tháng 8 thì nó lại tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước. Thì đây là cũng là cái mức thấp nhất kể từ năm 2016, tất nhiên là những giai đoạn trước thì chúng ta cũng so sánh trên một cái nền đúng không? Nó khác nhau. Đó nhưng mà với cái mức độ liên quan đến giá cả hàng hóa tiêu dùng như vậy chúng ta cũng phải đánh giá, nó cũng phải đưa ra những cái cái tính toán đúng không ạ? ảnh hưởng hay không, dịch bệnh có tác động hay không, có ảnh hưởng hay không, phải có chứ, đúng không ạ? Rồi gì, sản xuất công nghiệp tháng 8 thì tăng 5,6%, tức là nó giảm khoảng 4,2% so với tháng trước và so với cùng kỳ thì nó giảm tới 7,4%. chúng ta thấy những cái báo cáo về, về mang tính chất yếu tố về kinh tế như vậy có làm cho chúng ta lo lắng hay không hay là chúng ta cứ bỏ thôi thì bây giờ không biết làm gì nữa cái tiền không biết đập vào đâu chỉ còn mỗi trứng thôi đúng không ạ còn mỗi thị trường chứng khoán thôi Chứ giờ đất đai cũng không không mua bán được phòng công chứng có làm việc đâu đúng không kinh doanh thì không mở cửa được gửi tiết kiệm thì lãi thấp quá đúng không mua vàng thì giá vàng chênh lệch so với thế giới cao quá và nó biến động thì biết mua cái gì bây giờ thì đập vào thị trường chứng khoán thôi thị trường hàng hóa đúng không thị trường hàng hóa thì ở việt nam thì cũng có rồi cá nhân tôi cũng đang đầu tư vào lĩnh vực đó về mảng đó tuy nhiên thì chúng ta lại thấy là hàng hóa đôi khi thì nó biến động nhanh biến động lớn mà sân chơi toàn cầu tôi nói là rồi sân chơi việt nam thôi chứng việt thôi đúng không người việt oánh với người việt thôi chúng ta còn te tua nữa ngồi nhảy ra sân chơi bể bơi toàn cầu làm sao bơi lại thiên hạ được cho nên là rủi ro hơn đúng không ạ ai mà thật sự giỏi thì có kiến thức thì nhảy vô không thì thôi tốt nhất cứ chứng việt nhưng mà chứng vịt đấy thì chúng ta thấy giờ chỉ còn đập vào đấy chứ đập vào đâu nhưng mà chúng ta cuối cùng là chúng ta cứ đi đầu cơ theo những cái mã mà đôi khi là bị bơm thổi đôi khi là không không có cái gọi là không nó giống như tôi nói là không có chất gì không có cái vị gì thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ nhảy vào chúng ta cứ đua theo chúng ta tạo ra một cái tâm lý một cái dạng giống như có một cái một cái, một cái, một cái, một cái luồng tiền đúng không nó cứ lao vào thôi đua nhau mua chứ chúng ta cũng chẳng để ý gì đến doanh nghiệp nó như thế nào tốt hay xấu đúng không ạ rồi gì nữa chúng ta để ý xét về cái theo cái số liệu của tổng cục thống kê ấy, thì cái kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của chúng ta trong tháng 8 thì nó đạt khoảng 26,2 tỷ đô tức là nó giảm khoảng 6 phần trăm so với tháng 7 và nó giảm 5,4 phần trăm so với cùng kỳ thế thì nãy giờ những thứ mà những cái dữ liệu mà tôi đọc cho các bạn thì các bạn thấy có một chữ chung nhất đó là chữ, chữ giảm đúng không ạ chữ giảm cái này là rõ rồi Đấy. Tuy nhiên thì nếu chúng ta nhìn kỹ ra thì lại chúng ta lại xét về một cái cái cán cân thương mại thì chúng ta vẫn nhập siêu đúng không ạ nhập siêu trong một cái giai đoạn như thế này chúng ta vẫn đang nhập siêu à, cán cân thương mại trong tháng 8 thì chúng ta nhập siêu khoảng 1,3 tỷ đô tháng 7 thì chúng ta nhập siêu 1,7 tỷ như vậy là chúng ta có 4 tháng liên tiếp là nhập siêu rồi và tính 8 tháng của năm 2021 thì chúng ta nhập siêu khoảng 3,71 tỷ tỷ đô thôi nhé không phải tỷ Việt Nam đồng đâu đúng không trong khi là gì cùng kỳ năm trước thì chúng ta xuất siêu 13,7 tỷ cùng kỳ năm trước nha các bạn năm trước vẫn là một cái năm có dịch đấy chứ không phải không đấy thì đấy các bạn so sánh thôi nội cái, 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 cái xuất nhập khẩu hàng hóa thôi là chúng ta đã thấy một cái đánh giá là một cái cái điều kiện về về vĩ mô nó đang nó đang trái ngược hoàn toàn đúng không ạ đó cũng có thể giải thích là tại sao năm ngoái nó tăng và cũng có thể giải thích cho câu chuyện là tại sao sắp tới có thể là nó sẽ giảm chúng ta phải đánh giá được câu chuyện này đúng không ạ dịch tôi nói rồi dịch nó tác động đến toàn bộ đời sống xã hội luôn chứ không phải là là chỉ là kinh tế hay không nó không chỉ là sức khỏe hay không đúng không ạ rồi gì cái vốn cái vốn FDI đúng không vốn FDI tức là đây là nó cũng là một cái dấu hiệu là những cái nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào đúng không thì nó giảm giảm ba tháng liên tiếp rồi đúng không? từ Singapore từ Nhật Bản từ Hàn Quốc đều giảm cả đấy rất nhiều vấn đề thậm chí là có thể nói rằng nó đây là ba bước đầu nó giảm thì về lâu về dài 3 tháng liên tiếp rồi nó còn giảm tiếp thì sao và ba tháng qua là chúng ta thấy là ba tháng bắt đầu là của dịch đúng không từ tháng 5 tháng 6 tháng 7 đấy ba tháng vừa qua là đều là dịch rất là, là 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 nặng ở một số thành phố lớn nói quá trình khống chế đang cố gắng làm sao đến 15 tháng 9 là chúng ta phải khống chế được mà chưa biết như thế nào đúng không được tốc độ tiến độ đẩy mạnh tiêm vaccine như thế nào Việt Nam chắc cũng được khoảng 20, hơn 20 triệu liều rồi đúng không ạ so với phần trăm dân số thì cũng còn khá ít đó mà nếu với tốc độ nhập vaccine về bản thân tốc độ nhập vaccine cũng như là quá trình mua bán vaccine của các nước bây giờ nó cũng đang, nói thẳng với bạn đang là một cuộc chiến tranh giành khá là quan trọng nó vừa mang yếu tố gì vừa mang yếu tố về sức khỏe ha? vừa mang yếu tố về nhân đạo, vừa mang yếu tố về chính trị vừa mang yếu tố về uh, kinh tế, rất nhiều các yếu tố liên quan câu chuyện nội chữ vaccine không thôi mua được hay không mua được thậm chí có tiền không mua được tôi nói thật bạn giờ có vaccine có tiền đấy đúng không các doanh nghiệp chúng ta ủng hộ đầy tiền để mua vaccine không? phải mua từ từ chứ đâu phải có ngày mà mua đâu đấy lại quay lại câu chuyện về tiền thì tiền nhiều để làm gì có tiền có mua được đâu đó thì chúng ta cứ cứ mãi đúng không cứ mãi chạy theo cứ mãi đua tranh để làm gì nó thu hút vốn đầu tư cũng giảm đúng không rồi gì mới đây nhất chúng ta thấy là gì tăng tăng trưởng tiền gửi trong dân cư là mức thấp kỷ lục trong 10 năm thế này thì rõ rồi bởi vì ngân hàng lãi suất nó giảm thì thấp kỷ lục là đúng rồi người ta rút tiền ra đúng không thứ nhất là có thể người ta không đầu tư cái gì nhưng mà lãi suất thấp người ta vẫn rút tiền ra và thứ hai là dịch người ta phải dịch chữ tiền mặt chứ ưu tiên tiền mặt chứ chứ lúc bây giờ ngân hàng đóng cửa hoặc là không cho đi thì các bạn đi rút tiền kiểu gì Thế muốn mua mua làm sao đúng không ạ vẫn vẫn phải có câu chuyện ưu tiên tiền mặt lúc này cái tiền gửi dân cư thì nó cũng giải ngân thấp là đúng rồi đúng không ạ rồi thậm chí đôi khi có tiền không giải ngân được không không chỉ cá nhân chúng ta đâu nhà nước cũng vậy đúng không giải ngân giải ngân vốn đầu tư công là giảm 24,7% trong tháng 8 do cái vấn đề về giãn cách xã hội các bạn thấy các công trình xây dựng này kia là cũng bị ngưng luôn đấy tiền to tiền lớn cũng cũng bị đình trệ đúng không tiền của nhà nước cũng bị đình trệ giải ngân chậm chứ đừng nói mà tiền của chúng ta Thế có tiền mua cái gì? Tranh cãi làm gì? Kiếm tiền để làm gì? Đó. Ngoài ra chúng ta cũng chú ý thêm là gì? Trong tháng 8 vừa rồi, đúng không ạ? Trong tháng 8, chúng ta gì? có khoảng 85.500 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 8 tháng. Đúng không ạ? Trong 8 tháng mà riêng thành phố Hồ Chí Minh là 28%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chiếm 28% trong số 85.000 này. Và riêng tháng 8 thì chúng ta có khoảng 6.400 doanh nghiệp rút lui ở à, câu chuyện nói từ rút lui cho nó nhẹ nhàng cũng có thể là phá sản cũng có thể là tạm ngưng kinh doanh đúng không? À, có thể là ngừng hoạt động để chờ làm thủ tục phá sản vân vân và mây mây à, nói chung đấy là một câu chuyện à, chúng ta phải tính toán tất nhiên là vẫn có doanh nghiệp thành lập mới tuy nhiên là nó cũng rất là thấp doanh nghiệp thành lập mới là có khoảng năm nghìn bảy trăm nó giảm năm mươi bảy phần trăm nói chung là bây giờ đang cố gắng để mà chật vật để mà gì để gồng gánh để mà vượt qua đúng không ạ thậm chí đến ngân hàng thế giới còn đánh giá là cái cái tốc độ gì? dự báo cái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nó chỉ khoảng đâu đó dưới 5 phần trăm 48 phần trăm trong năm nay đúng không ạ và có thể từ những năm sau nếu mà khống chế tốt dịch thì nó mới tăng lên 6,5 lên 7 phần trăm thôi Đấy, thì người ta dựa vào những cái tình hình như tốc độ tiêm vaccine rồi cái quá trình phục hồi cũng như là tốc độ mở cửa trở lại nó rất nhiều có rất nhiều thứ để đánh giá thì đó là những thứ chúng ta cần phải suy nghĩ cần phải tính toán cần phải nắm được đấy là với thị trường, đấy là với những yếu tố vĩ mô tôi tổng hợp tôi chia sẻ thêm như vậy thôi. thì nếu chúng ta nhìn ngược lại đúng không ạ trong thị trường chứng khoán thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái dòng tiền nó có dấu hiệu chuyển dịch không? có thực sự dòng tiền nó chuyển dịch nếu chúng ta nhìn kỹ nó chuyển dịch cũng khá mạnh đúng không ạ chúng ta thấy là cái câu chuyện về doanh nghiệp khó khăn đúng không người lao động khó khăn chủ doanh nghiệp cũng khó khăn luôn và dẫn đến là gì? nó đem một cái hệ thống đúng không ạ nó dẫn đến có thể là ngân hàng cũng khó khăn luôn chúng ta để ý là các cái doanh nghiệp mà sản xuất ba tại chỗ đó đúng không? nó không vất vả lắm, tốn chi phí lắm, đúng không? chi phí vận hành tăng rất là cao liên quan đến chi phí ăn ở rồi xét nghiệm của người lao động đúng không? tốn rất nhiều. nhưng mà gì? có thể là đơn hàng bị giảm hoặc là thiếu lao động, thậm chí ở sản xuất ba tại chỗ lâu quá người ta vẫn không chịu, người ta vẫn muốn ra về, đúng không? các bạn cứ thử hình dung cứ một ngày ba lần, ơ, ba, ba ngày một lần vô chọc mũi để, để lấy, thì cũng, cũng nguy hiểm chứ, cũng ảnh hưởng chứ đúng không? ạ? người ta cũng cảm thấy ngột ngạt, cũng thấy khó chịu. Tất nhiên là chúng ta đánh đánh giá ở một góc độ nào đó thôi. Thậm chí tôi nói có những người cách ly ở nhà, tức là giãn cách ở nhà đó, ở nhà mà không cho đi đâu, đi loanh quanh trong cái nhà mình thôi. Và chúng ta cũng cảm thấy khó chịu rồi. Những nhà có sân thì còn đỡ, nhà không có sân thì bước ra vỉa hè cũng cũng cũng, cũng sợ bị công an phạt. Thế. Nên đây, đây còn chúng ta lại ở trong công ty, đúng không? Ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ, làm việc tại chỗ. Đó, mà suốt ngày phải đi xét nghiệm nữa thì người ta cũng cảm thấy ức chế chứ, cảm thấy buồn chứ. Đấy là tôi tôi đang không so sánh chúng ta với các giai đoạn trước, các thế hệ trước hay là đang so sánh chúng ta với những người ở nhà với lại những người đang làm công tác chống dịch hay gì. Đó, tôi đang chỉ đang cho so sánh là, là người dân với nhau đúng không? Chúng ta là người ở nhà giãn cách thì so với cái người mà phải đi làm mà giãn cách thì những người đi làm nó khó khăn hơn rất là nhiều. Tôi đây tôi không cố ý là so cái người mà đang làm công tác chống dịch nha. Tôi chỉ so với cái người mà giãn cách ở nhà với người mà đang làm việc thôi. Đó, thì chúng ta thấy là nội cái ông ở nhà giống như tôi đó cũng cảm thấy khó chịu chứ đúng không ạ chứ đừng nói những người ở trong một cái công ty nữa đó, thì thì chúng ta cũng phải tính toán lại câu chuyện đó ảnh hưởng nhiều lắm đúng không ạ nhiều doanh nghiệp phá sản rồi khỏi thị trường đúng không thì đâu đó chúng ta thấy có khả năng là cái nợ xấu nó gia tăng thì nó tác động đến ngân hàng đó thì đó là những yếu tố chúng ta cần phải chú ý rồi ngoài ra thì chúng ta bắt đầu quay trở lại với thị trường chứng khoán đi thì chúng ta để ý một câu chuyện là tiền lớn, tiền lớn của các quỹ đầu tư nó rút khỏi thị trường. Không chỉ là cái câu chuyện dòng vốn FDI đâu các bạn. Của các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán nó cũng rút mạnh trong giai đoạn vừa qua. Đúng không? Thậm chí đến tổ chức cũng bán, tự doanh cũng bán. Mà chỉ có cá nhân chúng ta thôi, những nhà đầu tư cá nhân thì lại gì? tranh thủ mua ròng. À, cá nhân thì lại mua ròng lại. Gom mua, cá nhân thì không biết mua gì đúng không? Tiền đấy tiền nhiều rút khỏi ngân hàng rồi, tiêu xài thì giờ cũng không biết mua gì. À, mua thịt heo cũng không có mua rau cũng hiếm, thì 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 đi mua cổ dễ nhất, cổ trên thị trường thì lại rất nhiều. À, nhân vì cái sự này thì thị trường chứng khoán tăng rất mạnh rồi thì các doanh nghiệp niêm yết là thi nhau tăng vốn, thi nhau phát hành thêm cổ phiếu, nên lượng cổ phiếu tung ra thị trường vài tỷ cổ trong cái cái giai đoạn vừa qua, Thế rất nhiều cổ chúng ta mua. Có những giai đoạn mà năm ngoái khi tôi nói mà thị trường tăng như này các bạn để ý những cái clip tôi nói là thị trường gần như là có đang một cái giai đoạn gọi là lạm phát về cổ phiếu tức là không có cổ để mà mua vì tiền lúc này bơm vào nhiều quá không biết tiền không biết làm gì mà đập vào thị trường cho nên cứ mua là mua được là ăn mua được là thắng tranh nhau mua thằng nào đang đang đặt margin mà bán cổ phiếu đi margin lại để mua không có không có rom để mà mua nữa nó là một cái thực tế các bạn tranh nhau mua thế nhưng mà đến bây giờ đến lên tới trên vùng cao này các cụ phát hành xong hết rồi ra đây rồi sắp tới còn mớ nữa phát hành tiếp thì giờ cổ phiếu nó nhiều quá thì nó loãng ra dẫn đến là cái dòng tiền thì lại ứ lại thận trọng lại và tiền lúc này có thể là một phần là bị vặt nhiều rồi đúng là một phần lúc này là dịch lần thứ tư rồi là tiền đuối mất rồi. Đâu còn tiền đâu còn mạnh giống như những cái đợt dịch lần trước đây. Là có bao nhiêu vốn liếng tích lũy bao nhiêu năm đập hết vào thì nó mới tạo ra được những con sóng lên như thế này. Đúng không ạ? Thì lúc đấy nó mới là gọi là lạm phát cổ phiếu, còn bây giờ là là giống như thừa luôn rồi. Đúng không? Hồi trước là 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 là, là thiếu cổ phiếu để mua, bây giờ thì thừa quá, không ai mua. Thanh khoản thì lại sụt giảm hơn những giai đoạn trước. Và ngày xưa tôi nói rồi, những giai đoạn như thế này, thậm chí còn nghẽn. Đúng không Mua nhiều quá nghẽn luôn giống như đi chợ mà cái xe gì đó thế đến bây giờ thì thông rồi thông rồi lại hỏng hổ, hỏng ai chơi nhá thế là sao là cái đấy thứ đấy chúng ta phải đánh giá chứ đúng không đặc biệt là câu chuyện của 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 dòng tiền lớn nó nó rút ra thì chúng ta phải chú ý câu chuyện này có thể là giống như truyền cục than bây giờ truyền tới tay ai chúng ta đánh giá thêm một cái nữa là trong đối với góc độ của tiền lớn để để tôi xem nào đây à, nhà đầu tư cá nhân thống kê trong tuần vừa qua nha trong trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là nhà đầu tư cá nhân thì lại bắt đầu chuyển sang bán ròng trong tính từ đầu năm đến giờ thì đa phần là là nhà đầu tư cá nhân là mua vào đúng không ạ đấy tuy nhiên thì đến thời điểm như tuần vừa rồi khi mà thị trường nó có những cái phiên mà rung lắc khá là mạnh tôi nói là phiên đầu tuần thì giảm sâu ba phiên lưu trữ lại giữ giữ lại một chút xíu thôi đúng không ạ đấy thì họ có dấu hiệu là là mua vào lại tuy nhiên là tốc độ cái tốc độ bán ra của nhà đầu tư cá nhân cũng vẫn còn đang khá lớn đúng không ạ tức là gì? sau một cái chuỗi rất dài từ đầu năm giờ mua vào thì đến lúc mà thị trường giảm như thế này họ cũng có thể có thể chậm lại rồi nghĩ lại thì bây giờ bắt đầu bán ra tuy nhiên là cái mức độ bán nhẹ so mà bán ròng có một trăm mấy chục tỷ đây thôi tính là giá trị trong tuần vừa qua bán ròng trăm bảy mươi tỷ nhưng mà những tuần trước là mua vào là toàn nghìn mấy nghìn mấy hai nghìn mấy tỷ không ạ à? tính từ đầu năm giờ chắc nhà đầu tư cá nhân chắc mua ròng chắc phải hơn 50.000 ngàn tỷ Nên tuần này mới có dấu hiệu bán là bán 170 tỷ thôi đây chúng ta thấy các cái mã bán ròng nhiều nhất imbctg đâu đó nhóm tài chính chứng khoán ngân hàng đúng không HD, STB techcom này Rồi nhóm bất động sản chủ yếu là như vậy ba nhóm hai nhóm ngành chính Ở chiều mua vào thì nó có thể đa dạng hơn đầy đủ các nhóm ngành đúng không mà chủ yếu là bán lẻ cảng Bất động sản cũng có Nói chung là cũng Giao dịch cũng không có đồng đều lắm Nhưng mà ở góc độ bán ra Thì chúng ta thấy có một vài mã Được bán đột biến Đó Rồi gì Nhà đầu tư khối tự doanh Đúng không Khối tự doanh thì Trong tuần vừa qua vẫn bán ròng Trong tuần vừa qua khối tự doanh bán ròng khoảng Gần 450 tỷ đây chúng thấy mã mà mua ròng nhiều nhất thì vẫn là mua cái chứng chỉ quỹ này, chứng chỉ đáy đây diamond này. đó. Ngoài ra mua thế giới di động, vinhomes, đây là hai cái trụ mà góc độ là nhà đầu tư cá nhân và gì, nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều, tự doanh và tổ chức có vẻ là đang gom lại. tuần trước thì tự do tự tổ chức bán ra là khi cái công ty nó bán ra cổ phiếu quỹ đúng không ạ? đó. ở chiều bán ra thì bán mạnh ctg, mb, vpbank. STB BIDV Techcom như vậy là bán 6 mã ngân hàng. Đúng không? 6 mã ngân hàng, ngoài ra có Nam Kim, có đất xanh nữa. Thế thôi, các cả FPT nữa. Chiều mua vào thì có một vài mã như thế này thôi. Đấy là đối với tổ chức đấy là tự doanh đúng không? Tổ chức cũng vậy, tổ chức trong tuần vừa qua thì lại khác hơn. Đấy, cái sự chuyển dịch của dòng tiền nó có dấu hiệu ở tuần này đó là tổ chức trong tuần trước thì bán những tuần trước luôn bốn tuần liên tiếp trước là bán rất mạnh phiên tuần nào cũng bán ròng ngàn mấy hai ngàn tỷ nhưng tuần này thì tổ chức lại mua ròng trở lại hơn một nghìn tỷ một nghìn sáu trăm tỷ và gần như trong tuần vừa rồi là tổ chức trong nước là cân cả khối ngoại cân cả tự doanh và cân cả nhà đầu tư cá nhân tổ chức mua hết gom hết đúng không ạ ở chiều bán ra là bán DIG bán DIG này chắc là bán cho cá nhân này an phát cũng bán cho cá nhân ssb bán cho tổ chức iec bán cho cá nhân đó chúng ta nhìn cái cái tương quan giữa mua bán của các khối này chúng ta sẽ thấy câu chuyện cân rất rõ đúng không ctg mua vào chắc là của tự doanh bán ra vietjet ssi đó vinhome này nó tuần hai ba tuần trước thì là tổ chức bán rất mạnh vinhome tuần này bắt đầu có dấu hiệu gom lại VIX cũng có dấu hiệu gom lại này. đó hòa phát gom này mb gom này mb VPBank, techcombank là tự doanh bán ra đúng không ctg nữa thì tổ chức gom vào đấy thì chúng ta thấy là một cái câu chuyện liên quan đến 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 dòng tiền, Ở dòng tiền của nhà đầu tư khối ngoại cũng bán ròng, à, nhưng mà cái giá trị bán ròng trong tuần trong tuần vừa rồi thì bắt đầu nó giảm hơn rồi tính cả 3 tuần liên tiếp thì khối ngoại nó bán ròng gần 9.000 tỷ bán rất mạnh các bạn trên cả ba sàn tuần này bán còn khoảng một nghìn tỷ thôi bán mạnh hòa phát masan này, việt Nhét này. cái chính trị này quỹ này thì bán ra là chắc tự doanh gom rồi gì này, Vix vick Vinhome này nó tự khối ngoại cũng bán Còn những cái mã này và tự do tổ chức trong nước cũng gom luôn bán cả VVBank, tổ chức cũng gom luôn nó và chiều mua vào thì khối ngoại mua ssi ssi thì lại bị cá nhân bán ra đúng không mmb thì cá nhân bán ra thì khối ngoại gom vào đấy thì đâu đó chúng ta nhìn kỹ trên thị trường thì có một cái sự đối ứng giữa các khối nhà đầu tư với nhau để có thể cân lại thị trường Đấy, còn cái tâm lý cái trạng thái hoặc là ông nào tốt ông nào xấu thì chúng ta không bàn đúng không chúng ta đang thống kê và chia sẻ lại những cái dữ liệu về mua bán để chúng ta so sánh xem là ai đang mua và ai đang bán chứ các bạn đừng có nghĩ là cứ bảo là ông nào cũng bán thì ông nào mua ông nào mua thì ông nào bán phải có người bán mới có người mua phải có người mua thì nó mới khớp lệnh được các bạn bán ra không có người mua làm sao khớp lệnh mà các bạn mua và không có ai bán cho thì lấy gì mà mua và thực tế là như vậy thị trường nó vẫn luôn như vậy đúng không ạ mua của người chán bán cho người cần nó các bạn chán rồi các bạn bán ra thì vẫn có người cần người ta mua vào nó thế thôi giống như nãy tôi nói rồi khóa học của tôi thì đắt với người này nhưng mà rẻ với người khác có những bạn thì không cần đúng không các bạn giỏi đấy các bạn không cần nhưng mà cũng có những người cần thế thôi nó luôn luôn là thế cổ phiếu trên thị trường cũng vậy đúng không ạ ai chán thì vẫn cứ chán vẫn cứ bán ra còn ai cần thì người ta vẫn cứ canh người ta mua vào thế nó mới tạo ra cái thanh khoản của thị trường chứ nó rồi đến cái nhà một số các cái quỹ đầu tư cũng vậy chúng ta thấy trong tuần vừa qua đa phần các quỹ là là bán ròng đúng không ạ đấy một số các cái quỹ này thậm chí là phu bông cũng bán ròng này nó chưa nó chưa thống kê quỹ phu bông vào đây đó, một số mã cổ phiếu này thôi nhưng mà cơ bản là chúng ta nhìn ở góc độ là bán ra nhiều hơn các quỹ đầu tư bán ra nhiều hơn đúng không ạ chúng ta nhìn lại các cái cổ phiếu tác động đến thị trường thì nó tích cực nhất có lẽ vẫn là GVR đóng góp nhiều nhất và là mã vốn hóa lớn đóng góp điểm số tăng đúng không? Rồi Masan nó mà SAB và Vietjet cơ bản là thế. Rồi một vài cổ phiếu thuộc nhóm điện như POR này. Đó. Là là tích cực thôi, còn cái điểm tiêu cực nhất có lẽ vẫn là nhóm bất động sản. Mà cụ thể đây nhất hai mã lớn nhất là VIC và Vinhome đúng không? Đó và các bạn nhìn vào trong cái gì? trong 10 mã đóng góp vào điểm số giảm thì trong tuần vừa qua thì có hai mã bất động sản một mã thép còn lại 7 mã ngân hàng thì rõ ràng là nhóm ngân hàng đang rất yếu thời điểm hiện tại nếu các bạn để ý kỹ và vào, vào truy cập vào từng mã cổ phiếu và đồ thị kỹ thuật các bạn xem thì gần như là các mã ngân hàng lớn cũng đều đang đóng cửa ở dưới các cái đường MA quan trọng thậm chí là nhiều mã dưới MA 100 dưới tất cả các đường MA cho nên xu hướng đang khá yếu đúng không ạ sàn Hà Nội cũng vậy cho là nội chủ yếu là một số các cái mã chúng ta thấy đánh giá là có Navi và SH, SHS là đóng góp điểm số tăng nhiều đó nhưng mà ở chiều giảm là VN Direct SHB BAB MBS đó, chủ yếu là vẫn là nhóm chứng khoán nhóm ngân hàng thôi nó cân nhau thôi <laughs> đấy thì đấy là những cái thông tin những cái dữ liệu về thị trường thế thì còn xu hướng ở tuần tiếp theo nó sẽ như thế nào thì cái quan điểm của mình đánh giá là chúng ta nhìn kỹ vào gì Chúng ta nhìn vào cái cái VN30 ấy, thì gần như là thấy VN30 nó đang đang ở dưới MA100, đây nó vẫn chưa lấy lại mốc MA100 được. Tất nhiên nó vẫn là những cái nến rút chân như thế này. Nhưng mà khả năng sẽ có một cái nhịp có thể thứ hai vẫn là theo cái quán tính của cái cái đà này. Đó, nó có thể hồi lên lại cái vùng, vùng 1425 đối với đối với VN30. Còn chỉ số cũng vậy, chỉ số cũng có khả năng có một nhịp hồi. Nhưng mà theo mình đánh giá là cái nhịp hồi tiếp theo là nhịp thanh khoản sẽ rất thấp đúng khoản rất thấp và nó cũng vẫn chỉ là những nhịp hồi thôi còn có thể nó cũng sẽ bị đạp bất cứ lúc nào à, đạp mạnh xuống bất cứ lúc nào cho nên là chúng ta vùng này tốt nhất là không tham gia nữa mua thì cũng không nên mua chờ thêm đúng không ạ bán thì có lẽ là phải bán ra hết rồi không còn không còn gì để nói nữa đâu nó còn mô hình vai đầu vai hay là mô hình gì đó thì các bạn phân tích thêm đúng không ạ nó thì rõ ràng là gì với những nhà đầu tư thì chúng ta phân tích một cách đơn giản ở đây tôi hay sử dụng các cái đường ma đúng không ạ đây dưới là MACD thì không nói đây các đường trung bình màu đỏ là 20 màu xanh là 50 màu xanh này thì 100 thì khi mà chỉ số là chỉ số dưới mà 100 thì chúng ta trung hạn ngắn dài hạn gì chúng ta phải tính toán câu chuyện đó đúng không ạ phải cân nhắc thôi đây là chỉ số chung thì rõ ràng là cái xu hướng đang khá yếu đó mà qua tuần chúng ta chờ mà 20 mà chúi xuống mà 50 chúi xuống rồi thêm mà 20 ngóc xuống nữa là thôi rồi đấy. đi luôn cho nên là vòng này chúng ta thận trọng thôi những yếu tố về vĩ mô nãy tôi phân tích rồi là chúng ta phải chú ý đúng không ạ nó dịch không biết đến 15 có kiểm soát nổi hay không nó Rồi các yếu tố về vĩ mô về tháng 8 tháng 7 tháng 8 là thấy bắt đầu giảm rồi là xấu rồi có thể thêm tháng 9 nữa thì quý 3 này nó cũng không tích cực cho lắm đâu cho nên chúng ta thận trọng thôi đúng không ạ những nhịp như thế này thì quan sát thị trường theo dõi cổ phiếu nào mạnh cổ phiếu nào tốt thì chúng ta chờ rồi chúng ta có nhịp chỉnh sâu rồi chúng ta mua vào chúng ta nắm giữ cho đến một vài năm sau thị trường hồi phục trở lại ha. Đấy, đến ngân hàng thế giới còn dự báo là Việt Nam khoảng sau năm 2022 này sẽ hồi phục khá tốt thì, thì chúng ta cũng phải mua chúng ta nắm giữ cho kỳ vọng nó dài dài ra chứ còn những cái dòng tiền đầu cơ dòng tiền bảo dịch không biết làm gì đập vào đây thì canh mua đua lệnh mấy cái con mà à, có thể nói là cái, cái 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 doanh thu lợi nhuận cũng không cao nhưng mà được lái đánh lên tăng trần rồi này kia chúng ta đu theo thì cũng khá là rủi ro tất nhiên có thể các bạn cũng kiếm được tiền đấy nhưng mà nó khá rủi ro cái hướng của mình là hướng đầu tư an toàn cho nên là những vùng như thế này mình vẫn chọn là an toàn gần như là những cổ phiếu nào mà gãy mà 50 gãy mà 100 thì tốt nhất là lên thoát đi. đúng không thoát ngay thì phiên mà gãy mà 50 là chúng ta phải đứng ngoài rồi. không nên nắm giữ cổ phiếu như vậy nữa chờ nó lên lại còn không thì thôi nó mà thậm chí chỉ số cũng vậy chỉ số dưới ma 50 là thấy hết ngon rồi Nhờ dưới luôn cả mà 100 nữa thì lại càng không ngon nữa Thế cho nên là các bạn thận trọng thôi quan điểm của mình là như thế đúng không rồi xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chúc các bạn luôn là bình tĩnh tự tin để đầu tư hiệu quả và đặc biệt là cũng chú trọng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn an toàn của mình là trên hết ở tới an toàn của người thân gia đình anh em bạn bè hàng xóm vân vân đúng không ạ cứ chú ý là yên tâm ở nhà chống dịch thế còn đầu tư thì cũng nghiên cứu thôi đôi khi là chúng ta cứ xem bảng điện chúng ta đừng mua bán gì cả nó cũng là một giải pháp đôi khi không làm gì đã là thành công rồi đúng không ạ rồi xin chào các bạn